Nhiều người có tính cách tỉ mỉ, chỉnh chu, thích sự sắp đặt gọn gàng và ngăn nắp và hay bảo rằng mình bị OCD. Liệu điều đó có thật sự chính xác không? Theo phân loại của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, OCD là tên của một bệnh, có nghĩa là rối loạn về ám ảnh ưỡn chế. Một người bị OCD sẽ có biểu hiện như họ thường xuyên có những suy nghĩ thôi thúc, những ám ảnh hay những hình ảnh xuất hiện trong đầu mang tính chất lặp đi lặp lại, và những hành vi này trái với mong muốn của họ. Họ thường xuyên không kiểm soát được những hành vi của mình, mặc dù luôn nhận thức rằng suy nghĩ và hành động đó là thừa thải. Sự lặp đi lặp lại của những điều này chỉ để làm giảm sự căng thẳng và lo lắng, chứ người bệnh không thật sự cảm thấy hứng thú hay yêu thích nó. Ví dụ, một người bị ám ảnh về sự sạch sẽ, họ thường xuyên phải rửa tay liên tục, thậm chí trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ, đến mức tróc da tay luôn. Vì thế, cái cốt lõi để nhận định được trường hợp một bên là yêu thích sự ngăn nắp sạch sẽ bình thường và một bên là bệnh lý về OCD chính là điều này thật sự gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. OCD gây ra sự đau khổ và làm giảm những chức năng quan trọng trong đời sống xã hội, trong học tập và làm việc. Hy vọng những thông tin trên sẽ phần nào giúp bạn hiểu đúng hơn về bệnh OCD, từ đó có thể tìm kiếm được sự trợ giúp kịp thời cho mình nhé. Like và follow fanpage để đón xem thêm những thông tin bổ ích về sức khỏe từ Pharmacity nhé.